Chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến với kênh của Sơn Phạm JP. Thời tiết hôm nay thì đang trời ngoài trời đang rất là mưa. Thế thì hôm nay mình làm một cái video mình chia sẻ cho các bạn liên quan đến việc đổ đằng lái xe 50cc. Thì cái video này sẽ có hai cái phần chính mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Phần thứ nhất là hướng dẫn cái thủ tục mà đổi bằng lái xe 50cc ở Nhật Bản. Phần thứ hai là mình sẽ trả lời một số câu hỏi mà các bạn đang ở Việt Nam hoặc các bạn đang chuẩn bị đổi bằng thắc mắc, thì mình sẽ trả lời cho mấy bạn về những cái câu hỏi đấy. Thì thứ nhất là liên quan đến vấn đề thủ tục đổi bằng lái xe 50cc từ bằng của Việt Nam sang bằng của Nhật. Thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở phương diện là các bạn có bằng cứng ở Việt Nam chuyển sang bằng của Nhật. Vì nếu như các bạn mà có bằng được như vậy thì các bạn sẽ đổi rất là trơn tru. Thì các bạn xem được cái video này các bạn sẽ biết được cách làm nhé. Đối với cả đổi bằng lái 50cc, yêu cầu gồm có những cái giấy tờ như sau. Thứ nhất là bằng cứng ở Việt Nam, thứ hai là thẻ ngoại kiều, thứ ba là hộ chiếu, thứ tư là một cái bản dịch của trung tâm GIF hoặc là bản dịch ở trên đại sứ quán, tùy theo nơi. Thế thì tóm lại là cái bằng cứng của bạn sẽ phải dịch sang tiếng Nhật, thì bạn có thể dịch ở những cái nơi như vậy. Cuối cùng là ảnh thẻ và một cái giấy không thể thiếu, đó là giấy chứng nhận cư trú, là giấy Juminho ấy, các bạn xin ở Seacaso là có. Thì tổng những cái giấy tờ đấy. Thế thì đối với cả cái chi phí dịch bằng lái xe từ Việt Nam sang bằng của Nhật ở trung tâm GIF ấy, thì nó hết khoảng tầm 4 sen. Bạn có thể là làm theo cách như sau. Bạn chụp ảnh màu hai mặt của cái bằng lái xe rồi ghép lên trên một tờ A4. Có rất là nhiều phần mềm có thể ghép được lên như vậy. Sau đó bạn in màu hai mặt ra, Jaco Mini in màu hai mặt. Không biết bạn có thể lên trên YouTube search cách in thì rất là nhiều video hướng dẫn rồi. In màu hai mặt ra xong, sau đó bạn lên trên Google Maps, bạn search là file yêu cầu dịch GIF, thì nó sẽ ra ngay một cái trang đầu tiên của cái file PDF đấy. Bạn tải cái file PDF về, bạn in. Thì cái file đấy nó có hai trang, thì bạn in cái trang đầu tiên thôi. Sau đó là bạn ghi cái thông tin địa chỉ của mình vào trong cái nội dung đấy, nó đều bằng tiếng Việt các bạn nhé. Sau khi mà có được cái file đấy ghi thông tin vào xong, thì mình có một cái video hướng dẫn cách ghi đấy rồi ở trong cái kênh, bạn tìm lại cách ghi file yêu cầu dịch GIF là nó ra cái video đấy. Bạn ghi được xong thì bạn cầm hai cái giấy, thứ nhất là giấy in màu hai mặt của bằng lái xe, thứ hai là giấy form yêu cầu dịch ở trên GIF bạn vừa in lại vừa ghi xong, rồi cộng thêm 3,5 sen thì bạn đi ra bưu điện ấy. Bạn đi ra bưu điện, ra cái chỗ bưu điện người ta làm việc ấy, bạn mua một cái phong bì 22 yên ấy, mà cái phong bì ấy là cái phong bì có thể gửi theo kèm theo tiền. Còn sau đây khi mà mua xong được cái phong bì đấy thì bạn cho tiền, rồi là cho 3,5 sen này, cho cái hai cái file vừa nãy vào bên trong, rồi bạn trước đấy thì bạn lên trên Google Maps nhé, bạn search cho mình một cái địa chỉ GIF ở cái tỉnh của bạn. Ví dụ như mình ở Hiroshima thì mình lên trên mạng ghi là GIF của Hiroshima, nó sẽ ra cái trung tâm GIF đấy và có cái địa chỉ ở ngay bên dưới. Mình lấy cái địa chỉ mình ghi vào bên ngoài phong bì là để cho người ta gửi đến đấy. Còn nếu bạn không biết, bạn có thể hỏi cái nhân viên bưu điện là tôi muốn gửi đi để dịch, thì người ta sẽ hướng dẫn cho bạn cái địa, tìm cho bạn cái địa chỉ đấy. Đấy, có rất là nhiều nơi người ta sẽ rất là cẩn thận, người ta giúp đỡ bạn cái làm cái vấn đề đấy. Sau khi mà xong, bạn cho tất cả cái đấy xong rồi bạn báo lên nhân viên bưu điện để người ta cân cái phong bì của bạn lên. Thì làm sao bạn nhớ 3,5 sen, bạn nên để 3 sen tiền giấy với 500 yên tiền xu thôi, đừng để 500 yên tiền xu mà có 5 đồng thì nó sẽ nặng, bạn sẽ mất thêm phí gửi. Sau khi cân xong thì thông thường nó sẽ mất khoảng 520 yên nữa và sẽ hết khoảng 4 sen. Thì sau khi bạn gửi đi thì mất khoảng 2 tuần thì bạn sẽ nhận được cái bản dịch đấy. À, 1 tuần đấy nhé, 1 tuần này nó sẽ nhận được cái bản dịch đấy gửi về tận nhà cho bạn theo cái địa chỉ mà bạn ghi ở trong cái file cầu dịch GIF ấy. Người ta gửi cho bạn một cái bản dịch đấy. Sau khi mà có đủ bản dịch rồi, bạn xin được cái giấy Juminho rồi, thì tất cả những giấy tờ đấy coi như là đã đủ nhá. Thì bạn lên trên Google Maps, bạn search là Untamable Center. Đấy, cái từ Untamable Center là chắc là nhiều người biết. Sau khi bạn search được cái từ đấy xong thì bạn tìm được cái địa điểm đổi bằng lái xe, thì bạn lấy được cái số điện thoại, bạn gọi điện đến bạn hẹn. Còn nếu như bạn nhà gần thì bạn hoàn toàn có thể đến đấy, bạn nói chuyện trực tiếp với họ và hẹn lịch được luôn. Sau khi hẹn lịch xong thì đến cái ngày đổi bằng ấy, bạn đến đấy bạn làm thủ tục đổi. Thì đầu tiên mà vào ấy, thì bạn hỏi cái nhân viên người ta xem là cái cửa đổi ở chỗ nào, vì nó có rất là nhiều cửa đổi dành cho người thi mới, rồi là dành cho người đổi bằng lái xe nước ngoài, nó có được ghi tiếng Nhật hết.
ngay cái cụm Menkyo nó có một cái cửa riêng, ví dụ ở Hiroshima mình là trung tâm Fukuyama, nó gọi là cửa số 22. Sau khi vào cái cửa ấy làm thủ tục ấy thì người ta sẽ hỏi những cái giấy tờ của bạn. Bạn đưa hết tất cả những giấy tờ ấy ra. Sau khi mà đưa được giấy tờ ra thì người ta sẽ đặt những cái câu hỏi để ghi hồ sơ của bạn. Thì thông thường trong cái file đấy người ta ghi rất đơn giản những cái thông tin, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, tên tuổi của bạn. Sau khi ghi đầy đủ xong, bạn ghi được đầy đủ xong rồi thì người ta sẽ đặt một số những cái câu hỏi phỏng vấn về cái hình thức thi của bạn ở Việt Nam, xem mà bằng bạn thi thật hay là bạn thi bằng giả. Đấy. Thì những cái câu hỏi đại khái mình có chia sẻ ở đây, ví dụ như là người ta hỏi là ở Việt Nam thì bao nhiêu tuổi được thi bằng lái xe, rồi thi ở Việt Nam là thi bao nhiêu câu, rồi cách học như thế nào, bạn học tự học hay là đến trường để học. Thì như ở Việt Nam mình là tự học đúng không? Mình đã có một cái bài chia sẻ ở trên cái group học thi đủ bằng lái xe, bạn có thể vào đấy bạn tìm lại nhé. Thì mình cố gắng mình sẽ để lại cái đường link ở trong cái video này thì để cho các bạn có thể vào đấy xem được luôn. Sau khi mà phỏng vấn ok xong thì người ta sẽ cho bạn chờ khoảng 15 phút để bạn đi, bạn đóng học, bạn đóng cái tiền phí đấy. Thì phí thi một lần là 1,5 triệu. Sau khi mà đóng phí xong thì người ta sẽ cho bạn vào phòng thi. Vào phòng thi thì bạn thi ở đây là thi 10 câu. Tùy theo tỉnh là có tỉnh có tiếng Việt, có tỉnh có tiếng Nhật. Thì hiện nay theo như mình thống kê là đã có khoảng tầm 40/47 tỉnh là cái vấn đề đổi bằng đã có dịch sang tiếng Việt rồi. Thì 10 câu đấy nghĩa là người ta hỏi vừa tiếng Nhật vừa tiếng Việt, cho nên bạn trả lời rất là dễ. 10 câu này thì đại khái người ta hỏi liên quan luật giao thông rất là cơ bản thôi, về các cái biển báo. Nên bạn chịu khó học thêm một vài cái biển báo. Và gần như là nếu những người đã học ở Việt Nam rồi thì sang đây gần như không phải ôn gì cả, là thi một lần là đỗ luôn. Vì những cái câu hỏi rất là dễ luôn, vì có tiếng Việt nữa. Thế nên là thi cùng nắm bạn nào kém thì khoảng 2 lần là đỗ, còn hầu như 99% là một lần đỗ. Nên các bạn nào mà lần đầu tiên đi đổi thì cũng đừng có quá lo lắng gì cả. Xem video này của mình cứ yên tâm, tin chắc một điều là các bạn có thể đỗ được. Sau khi mà thi đỗ thì cái yêu cầu đây là đỗ 7/10 câu thì bạn có thể lấy được bằng. Cho nên là đỗ xong thì người ta sẽ gọi bạn vào test thị lực, test vận động. Cái này là test rất đơn giản thôi, test nhanh thôi, test 5 phút là xong thôi, không đến 5 phút. Sau khi xong thì người ta sẽ gọi bạn ra chụp ảnh xong. Người ta đưa cho bạn một cái hóa đơn để bạn ra bạn đóng học, đóng tiền phí cấp bằng là hết khoảng 2,050 yên gì đấy. Tùy theo nơi, chỗ của mình là 2,050 yên. Đấy thì làm xong cái đấy rồi thì người ta sẽ cấp bằng cho bạn. Thì cái bằng đấy sau, trước khi người ta đưa bằng cho bạn thì người ta sẽ có giải thích cho bạn một số cái vấn đề liên quan đến thời hạn mà cấp bằng là 2 năm. Rồi sau khi 2 năm thì trước ngày sinh nhật của bạn ấy là 1 tháng thì bạn cần phải đến làm thủ tục để đổi mới cái bằng của bạn. Đấy, sau khi mà xong rồi thì người ta chúc mừng bạn và bạn cầm bằng ra về thôi. Đấy, thì quy trình đổi bằng là nó như vậy. Tổng chi phí của nó là hết khoảng tầm 8 cent gì đấy các bạn nhé. Đấy thì trừ, mình không tính chi phí đi lại, tùy theo mỗi người khác nhau. Đấy thì hôm nay mình xin hướng dẫn cho bạn cái video đổi bằng lái xe 50cc. Dễ lắm. 10 câu đổi bằng, 10 câu dễ như ăn bún. Thì mình cái phần thứ hai này mình xin trả lời thêm cho tất cả các bạn những cái câu hỏi mà nhiều bạn hỏi mình. Thứ nhất là anh ơi, bằng mềm ở Việt Nam thì có đổi được sang bằng ở Nhật hay không? Thì có rất là nhiều bạn bằng mềm đã bị thay đổi hiện trạng thì mình xin trả lời là không thể đổi được. Còn nếu như bằng mềm của bạn mà mới tinh, không bị thay đổi hiện trạng gì cả thì bạn hoàn toàn có thể đổi được, không ở nước ở đâu cấm cả. Tuy nhiên theo như mình được biết là gần như 99% các bạn hỏi mình là đều bị thay đổi hiện trạng của bằng. Bằng đều bị ép lụa hoặc là bóc mất cái tem bóng kính hoặc ép mất cái vân mờ trên ảnh. Cho nên là cảnh sát người ta không đồng ý. Rất là ít nơi là người ta có thể dễ tính để cho bạn đổi bằng mềm được ở Nhật này. Cho nên là rất ít bạn như thế. Thì nếu trường hợp mà bạn không đổi được thì bạn có thể hoàn toàn học mới. Học mới mình đã có video hướng dẫn chi tiết quá trình học mới bằng lái xe 50cc ở bên Nhật trong cái kênh này của mình rồi. Bạn cứ search là hướng dẫn học bằng lái xe 50cc từ đầu là sẽ có ra cái video đấy. Thế còn trường hợp thứ hai là nếu như bằng cứng các bạn rồi nhưng mà bị rách tem thì tùy theo hiện trạng ấy, nếu như bạn rách một chút ấy thì thông thường là vẫn đổi được. Còn có một số nơi do người ta làm rất là kỹ, từ cả đường chỉ ở trên bằng, đường vân chỉ trên bằng cũng không được. Thì cái này mình cũng xin trả lời cho tất cả các bạn là tùy theo cái tỉnh của các bạn ấy, người ta làm chặt hay là như thế nào, và tùy theo giám thị. Cho nên là khi các bạn hỏi như thế thì cũng không ai trả lời cho bạn chính xác 100%, mà cách nào trả lời chính xác nhất là
bạn phải đến trực tiếp đấy, bạn làm thủ tục, bạn hỏi trước đấy. Nếu như mà bạn không ngại vấn đề mà bạn dịch bằng ở trên GIF không tiếc 4 sen đấy thì bạn hoàn toàn có thể cứ đi làm, bạn dịch xong bạn đến bạn làm. Thì mình cũng đã thử nghiệm một bạn rồi, mình cũng cho bạn ấy đi dịch xong xuôi đến làm thủ tục, thì trường hợp của bạn đấy cũng không được đồng ý, người ta bảo bằng của bạn là bằng thật, thế nhưng mà cái hiện trạng của bằng là không được, cái vấn đề là hiện trạng của bằng không còn nguyên bản nên người ta không đồng ý, không chấp nhận cho bạn cái bằng đấy. Đấy thì rất là nhiều bạn, đấy là hai cái câu hỏi cơ bản của những cái bạn mà khi mà đổi bằng. Thế thì mình hướng dẫn cho các bạn hôm nay là một cái video hướng dẫn đổi bằng lái xe 50cc chi tiết từ đầu đến cuối và trả lời một số câu hỏi thắc mắc. Thì nếu như bạn nào có câu hỏi gì thêm thì các bạn đặt câu hỏi trong phần comment, mình có thời gian mình sẽ trả lời cho tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn sớm lấy được bằng. Nếu mà thấy cái video của mình hay thì nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem để mình có thể ra mắt video nhiều hơn nữa, phục vụ đến cho tất cả quý anh chị em, các bạn thực tập sinh, du học sinh, kỹ sư và các bạn có nhu cầu đấy bằng lái xe ở bên Nhật Bản này. Thì video hôm nay là video hướng dẫn về đổi bằng lái xe 50cc. Thế còn video tiếp theo mình cũng sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về vấn đề đổi bằng lái xe 125cc. Thì bạn chú ý theo dõi cái kênh này của mình để mình có thể ra mắt video thì các bạn xem được luôn khi mà có video ra mắt nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn, chào tất cả mọi người và chúc tất cả các bạn chuẩn bị bước sang một năm mới an khang thịnh vượng, ấm no hạnh phúc. Chào tất cả mọi người nhé.